Những dự án gắn liền với tên tuổi của tập đoàn Vạn Thịnh Phát từng khiến cho thị trường địa ốc xôn xao bởi tính bất ngờ và số vốn đầu tư rất lớn, khiến cho những người quan tâm về thị trường bất động sản phải choáng váng vì giá trị thực của nó. Đầu tiên phải kể đến Thuận Kiều Plaza, được xây dựng trên diện tích 10.000 m2, tọa lạc tại khu đất đắc địa của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 tháp, mỗi tháp 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác, từng được xem là biểu tượng cho sự phát triển của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, tòa nhà sau khi hoàn thiện lại không thể hoạt động như ý vì thiết kế được cho là không phù hợp và những đồn đoán về phong thủy. Đến năm 2015, một công ty con của Vạn Thịnh Phát là công ty cổ phần An Đông mua lại Thuận Kiều Plaza. Thưa quý vị, Thuận Kiều Plaza hiện nay đã được khoác lên một màu áo mới khi về tay Vạn Thịnh Phát. Tuy các khối đế của tòa nhà đã trở thành trung tâm thương mại, còn các căn hộ ở phía trên thì hầu như không có người ở. Năm 2016, siêu dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị Sài Gòn Peninsula được Vạn Thịnh Phát công bố với giá trị 6 tỷ đô la Mỹ, ký kết với các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển dự án. Theo quy hoạch, khu đất này gồm các căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao, cảng tàu quốc tế. Tuy nhiên đến nay, dự án bất động sản này vẫn án binh bất động. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng là khu đất thuộc dự án công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh của công ty Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên khi phóng viên tới đây tác nghiệp thì bị một số người tự xưng là bảo vệ đã cấm cản và không cho phóng viên ghi hình. Chú cho con vô trong đây một xíu được. Sao lại hả chú? Của dự án người ta đang hoạt động đang điều tra tùm lum mà đâu có cho quay được. Người ta ở đây ai cấm được bác? Người biết người cấm không cho vô thôi chứ bây giờ cho vô. Công ty đó đâu có cho vô đâu. Bên đây công an đang điều tra mà đâu có cho vô được. Bây giờ thì khóa cửa lại. Nãy nào đi vô không khóa cửa vậy? Ra đi. Cũng trong năm này, thị trường địa ốc lại chú ý tới Vạn Thịnh Phát khi tập đoàn này rót 35 triệu đô la Mỹ mua căn biệt thự Pháp cổ 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, bà huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích rộng gần 3.000 m2, nhưng sau đó lại không có động thái của việc xây dựng, sửa chữa. Hiện tại căn biệt thự này vẫn kín cổng, không ghi nhận có hoạt động nào bên trong. Phía bên ngoài, nhiều người bán hàng rong tụ tập buôn bán nhộn nhịp. Gần 1 km phố đi bộ Nguyễn Huệ từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến bến Bạch Đằng có thể coi là vị trí bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước, nhưng Vạn Thịnh Phát đã nắm trong tay 5 dự án và chiếm gần 1/3 diện tích các dự án trên con đường tỷ đô này. Điển hình là Times Square, Union Square, khách sạn Dustone, VTP Office Building, tòa nhà Times Square là khách sạn 6 sao đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là tòa nhà cao thứ 6 Việt Nam. Union Square là dự án đình đám khiến Vạn Thịnh Phát được dư luận chú ý bởi được cho là có liên quan đến nhóm cổ đông bỏ ra 10.000 tỷ để mua lại tòa nhà Vincom Center A rồi đổi tên thành Union Square.